Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Quảng Ngãi Youth Talk QNYT với mong ước lan tỏa những giá trị thiết thực và năng lượng sống đầy cảm hứng đến cộng đồng người trẻ. Quảng Ngãi Youth Talk là một chương trình nơi mà những người trẻ Quảng Ngãi thế hệ 9X, 10X gặp gỡ, chia sẻ về những câu chuyện và hành trình mà họ vượt qua bản thân, chinh phục những cột mốc tuyệt vời trong cuộc đời. Từ đó, hướng đến kiến tạo một cộng đồng người Quảng Ngãi trẻ, đoàn kết và lan tỏa năng lượng sống tích cực cùng nhau phát triển. Chương trình Quảng Ngãi Youth Talk được cập nhật trên trang Facebook và YouTube Quảng Ngãi Youth Talk. Các bạn hãy follow các kênh này của tụi mình để chúng ta có thể cùng gặp gỡ và trao đổi nhiều hơn về những câu chuyện đầy năng lượng này nhé.